Ngược lại tại tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua nắng nóng diễn ra gay gắt trên diện rộng, cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm đối với một số diện tích rừng có nguy cơ cao. Đồng thời tuyệt đối cấm người dân không đốt nương rẫy, thực bì, đốt ong hay có các hoạt động dùng lửa khác ở trong rừng và gần rừng. Các hộ dân khai thác keo mà có đốt thực bì thì phải báo cáo cho chính quyền địa phương hoặc hạt kiểm lâm sở tại. Ngoài tăng cường công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với hơn 1.400 chủ rừng, hộ gia đình trong việc bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Nửa đầu năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ cháy, gây thiệt hại gần 1,2 hecta rừng trồng.